Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khánh rồi. Và ở video này chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình ép gia truyền ông Bang rồi. Ở video trước thì Khả đã ép cho mình được nhận kháng hỏa 30, một nhận kháng băng 30, một ngàn bội kháng kháng độc 29. Ngày hôm nay Khả sẽ còn hai mảnh gia truyền nữa. Khả sẽ lên video cho anh em xem. Rồi, ok. Nói chung thì Khả ép thì thường thường là Khả sẽ full tiểu tinh rồi, chứ Khả không có công thức gì cả. Nói chung là Khả đã ấy thì full tiểu tinh, nhưng mà tỷ lệ hơn xuôi nó vẫn có. Nhưng mà bây giờ chúng ta cùng vô xem thử như thế nào ra sao nha. Ok, hãy cố gắng làm mạnh rồi mà. Cố gắng thành công cái năm ơi. Hôm qua giờ nó rớt 4 5 phát rồi năm ơi. 5 6 phát rồi nhưng 4 5 phát rồi đó. Vô nè. Chúng ta cùng vô cho anh em xem. Rồi, chúng ta sẽ ép mạnh số 4. Cố gắng thành công rồi mà. Này thực sự là thành công thì mới ra mới có cơ hội nào mày. Rồi xong chưa nè. Đó, full thì tin luôn nè mày. Đó, thất bại. Đụng thì tin là không có thất bại nữa. Cây thiệt sự nè mày. Cây thiệt sự luôn mọi người. Thì tin là không có thất bại nữa chứ. Chết tui rồi, đậu xanh cây thiệt. Đậu, cây thiệt luôn nè mày. À, đánh mạnh số 1 nè mày. Cây vái. Ôi, má tầm này rất gớ thiệt. Tên 7 nè mày. Ôi dồi, chua. Đậu xanh, đậu xanh. Lên một mảnh mà nó chua kinh hồn nè mày. Tiếp tục là mạnh, làm mạnh số 4 nữa nè. Nó cây thiệt nha. Tại vì tí lỡ nó lên khó nè mà, chứ không phải là rất là lên đâu. Đâu cây thiệt sự nè mày. Làm lại mạnh số 4 mày. Mạnh số 4 này nó rớt 1-2 cái nữa nè mày. Số 4 là số 1 đây. Này chơi số 1 nha. Chơi số 1 nha nè. Chơi số 1 nha. À cây thiệt sự nè mày. Quá cây. Đấy coi. Thì chúng ta sẽ chơi mạnh số 1 và số 4 này. Anh em cùng bên chúng ta sẽ muốn đánh số 1 và số 4 này. Số 1 số 4 nè mày. Ồ, còn hai mảnh cuối cùng mà chưa hết rớt mảnh số 4 nữa. Ok, rồi rớt mảnh số 4 rồi, cho lại mảnh số 4 nha. Cây thiệt sự. Ok, anh Tịnh Quán Ngô ơi. Rồi, cây thiệt sự luôn nè mày. Không tin được rớt luôn. Không tin được luôn nè mày. Thằng nào xem nè. À. Xem. Giờ anh em muốn mạnh số mấy nè mày, comment lên nè mày, muốn mạnh số mấy nè mày. Còn 1 với 4 nè mày, vừa rồi rớt số 4 nè mày. Rồi là thực sự là đã rớt phát số 4 rồi. Anh em cùng xem thử là giờ muốn ép mạnh số mấy nè. Cây thiệt luôn nè. Vãi đàn thiệt, hết ép số 1 anh em như thế nào đây? Còn hai mảnh cuối cùng rồi mày. Ép mảnh số 1 nha. 4 đi giờ lên hả? Ok nè mày. Full thì tin mà vẫn tỷ lệ rớt nè mày. Nói chung là rất là hình xui nè mày. Chứ không phải là 100% lên nè. Ở cái gia truyền này nó khả rớt là 7-8 cái rồi nè mày. Có một lần hơn 3 kim. Anh em có tính đi. Lần 2 kim rưỡi đến 3 kim thì nó tốn rất là tốn luôn. Quá thiệt sự luôn. Ok số 4 đúng không? Động thành công dụng cái này đục anh rớt dậy chết luôn. Thì tên này không có. Server này không có cục thần bí thú thạch người nè mày. Không có người nè. Không có cục thần bí thú thạch nha. Không có cục thần bí thú thạch nè. Không có cuộc thần bí không có lạnh nha. Mình thì mình đọc full thì tin mà tỷ lệ nó vẫn như vậy thấy khó cơ. Khó chưa. Thành công đi anh em. Thành công. Đó. Yes. Thành công, thành công, thành công. Còn một mảnh cuối cùng em ơi. Mảnh cuối cùng, mảnh cuối cùng.
Ôi, phát cuối cùng, phát số 1 nữa nè mày, phát số 1 nữa nè mày. Ok, ok, ok. Chúng ta sẽ cả sẽ làm thêm một cái phôi kháng tất cả. Ok. Mừng quá. Một phôi kháng cả và một cục hiện 1 và 80 ngũ viên. Này cố lên em ơi. À, hết thì tin này. Hôm nay thì hết thì tin này. Cố lên. Ok, nhưng mà Phương Tổng ơi, đang cố gắng nè mày. À, sẽ mua thêm cục hiện 1 nữa mày. Thế này anh luôn dùng cái nè mày, anh luôn dùng cái, tôi còn đi ép cái gia truyền nè mày, tôi thiệt sự luôn nè mày, tôi rất là háo hức luôn nè mày. Thế này thành công dùng một cái nè em. Thế này thành công dùng cái tôi lên luôn nè mày. Thành công dùng cái lên luôn nè mày, lên luôn gia truyền nè mày. Nói chung là rất là rung anh em ạ. Thực sự bây giờ tâm lý của mình rất là rung anh em ạ. Còn đúng mạnh mà cuối cùng mà thì tỷ lệ nó lên không có dở anh em ạ. Ôi bây giờ hết thằng tin 7 rồi anh em lại phải tới anh em ạ. Hôm nay vâng gáo như Tượng Dương em ơi. Ok anh em ơi, lần này chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục và rút thêm phẩm tiếp theo nha. Ôi Đình Văn ơi, Đình Văn ơi, Đình Văn ơi, nhớ suốt cuộc đời Đình Văn ơi. Ok, không đùa anh em nữa, chúng ta sẽ vào rồi. Cố gắng cho nó ra một cái phẩm đẹp đẹp một tí là ok anh em ơi. Anh Việt đâu ta? Từ từ anh Việt đâu ta? Lô, anh Việt ơi, lô. Rồi ok anh em ơi, giờ phát này chơi chắc cú quá anh em ơi. Từ phát này là một cái mảnh này tương đương gần 4 kim rưỡi anh em ơi. Tại vì là một viên thì tên là mấy trăm xu đó này. Rồi 50 bình phút viên nữa là gần 3 kim nữa. Giúp anh em ơi thành công em cái. Nam mô Di Đà Phật. Yes. Rồi, quá đẹp. Mừng rớt nước mắt anh em ơi. Rớt nước mắt. Ôi, ok anh ơi, bỏ tiền nhưng mà nó đáng đồng tiền bắt gạo anh em ạ. Ok, sau cho anh em xem thì Khải đã có cho mình là hôm qua anh đây. Thì nói chung là một set đồng bang của Khải tương đương là Khải chỉ bỏ ra gần khoảng tầng 4 triệu rưỡi thôi. Tương đương gần 4 triệu rưỡi nhưng mà Khải có thể nói là gần sở hữu một set match option. Và bây giờ chúng ta cùng đợi xem thực Khải có lên được giá tiền 20-19 nha anh em ơi. Rồi, vui nha anh em ơi. Và đây là một giây phút rất là chờ đợi trong buổi tối ngày hôm nay anh em ơi. Một giây phút rất chờ đợi đó mà. Khải thực sự là Khải cũng như là tất cả anh em trên live cũng như là tất cả mọi người đều rất trong ngóng gia truyền vào 19-20. Nói chung là cố gắng nè mà. Nói chung là cái này hên xui nè mà. Mong nó sẽ thành công nè mà. Anh em đang theo dõi nhớ cho Khải một like, sẽ ủng hộ cho nè mà. Ôi, vui nè mà. Mong thành công em gái, chắc chắn là thành công rồi, mà không biết là số bao nhiêu thôi, không biết là 19 hay 20 thôi em ơi. Thôi em chơi xanh chín đi, em thả lã tính em thích xanh chín anh ơi. Ôi anh em ơi, giờ sao đây. Đâu, 17 thiệt. Trời ơi, cho chị 17 cũng được. Đâu, không lên được 18, 19 em ơi. Ok em ơi. Chung là cũng tạm ổn. Má, tầm trung em ơi. Rớt nước mắt. Rớt nước mắt em ơi. Rồi ok, xếp đồng bàn nha. Hay quá lạ ơi. Rồi, đó. Tiếp tục em ơi, như thầy bói luôn. Rồi ok em ơi. Đó, sau khi Khải sẽ lên xét đồng bàn như thế này nè mày. Và xét hiệu cốt này thì Khải có thể nói là Khải sẽ bỏ qua cờ đòn như nào. Khải nhớ rồi. Cái xét hiệu cốt này Khải có thể bỏ qua con 5 độc này hay con gì đó. Nói chung là ra 17, ra 15 nữa chắc khóc luôn. Như lập lại kỷ lục 2 năm trước nữa chịu luôn nè mày. Lập lại kỷ lục 2 năm trước chịu luôn nè mày. Nói chung là tốn kém, rất là tốn kém. Tốn rất kém nè mày. Rất tốn kém luôn.
tháng 17, giờ chỉ 17 luôn hả? Đồ sao hay dữ ta. Nó ra 19 luôn, nhức nách luôn nè. Chung là cũng khá tuyệt vời rồi nè em ơi. Khá tuyệt vời rồi. Nhờ tay người khác rồi đấy. Quá đẹp mà tính được gơ thì em phải hân xuôi này. Rồi, ok quá đẹp rồi em ơi. Nói chung là em mà không ra 15 như năm trước là gọi là thành công rồi em ơi. Em cũng sợ là ra 15 như năm trước rồi em ơi. Năm trước em như vậy mà ra đến gia truyền 15 thực sự là buồn hết chịu nói rồi em ơi. Nói chung gia truyền này cũng gọi tầm trung rồi em ơi. Chung là tương đối rồi. Được cái hai cặp nhẫn dưới ngọc bội là quá đẹp rồi em ơi. Gia truyền cũng tương đối tầm trung nha. Nói chung tầm này xếp đồ thì với bỏ ra khoảng hơn 4 triệu rưỡi thì khả nghi nó quá trọn vẹn thành công rồi. Không gì nữa mà lỗ cả. Nói chung là ở gia truyền nó rất kinh hồn rồi em ơi. Thực sự em thấy xem không? Đồ gia truyền rất liên tục em ơi. Vãi đại luôn mà, vãi đái luôn mà. Đây cho anh em xem. Đây bút ra luôn, bút kháng nè. Gia truyền nó rất liên tục luôn mà, rất như con bữa. Rồi cái này phải mang áo thủ lý vào nữa thì khả sẽ lên được 120 chậm. 120 chậm có thể phòng thủ lên 75 cộng 2. Ok, đã khả giao dịch cái set hiệp cốt này qua cho con năm độc luôn. Khả làm cái áo phòng thủ lý làm chậm con năm độc vậy nha. Mình cứ tưởng là 19-20 gọi là quá đẹp lắm rồi. Tầm này thì 17 gọi là tầm trung thôi. Đủ xài đó. Tầm 17 gọi là đủ xài. Nói chung là cũng được. Không quá min là được đâu mà. Không quá min là cũng thành công đối với Khải rồi. Nhiều anh em ép khác thì hên xui đâu mà. Chứ mình cũng chịu này. Mang xếp đồ quốc cho bạn. Mang xếp đồ quốc chi nữa. Xếp đồ quốc quốc rương rồi. Xếp quốc tầm này Khải bỏ bắt cờ lon rồi. Tại vì đã mang ông bang mang xếp đồ quốc chi nữa. Khải lấy cái áo của năm độc. Bây giờ Khải sẽ vứt áo của năm độc qua, tại vì Khải sẽ mang thủ lý làm chậm mình áo này qua cho này. Năm độc thì Khải sẽ cho nó mang một cái áo hiệp cốt là xong thôi. Đây. Rồi, ok. Năm độc bùa thì nó bình thường thôi mà. Đó. Áo này mang lấy phần thủ lý làm chậm cho mày. Ok nha. Chung tầm này Khải đang định chuyển qua Thiếu Lâm đó như Phạm ơi, định chuyển qua Thiếu Lâm á, nhưng mà từ từ bình tĩnh. Rồi, đem cái áo thủ lý làm chậm vô đó. Quá đẹp nha anh em ơi. Bông tiêu hả? Bông tiêu Khải xé ra, Khải đầu tư thêm tiền vào lá xé đăng băng rồi nè. Lên được xé đăng băng là ok anh em. Rồi. Thủ lý rồi, không có xe. Thủ lý 15 cộng 2. Quá dữ luôn. Ok chưa? Kháng bút kháng một độ rồi. Đó. Sau khi đi một mình anh em ơi, đi một mình thủ lý 15 cộng 2, kháng hàng 15 cộng 2, kháng loại 15, kháng hỏi 15 cộng 1. Đó. Với cái set đồ này thì chắc chắn một thời gian nào đó Khải sẽ lên một đai lưng xuân tinh nha anh em. Đơn lưng xương tinh là lái phòng thủ lý và kèm với chón thời gian chậm nữa. Thì Khải mới đạt được móc 80 chón như nè. Cái tầm này thì mới 40 chón nè. Chưa thua nha. 40 chón thôi. Nói chung là đánh tống kia thì 40 chón là núp đất tầm xa thì cũng được không sao cả. Tầm xa cũng được không sao cả. Ok nha. Giờ thua ai nữa đâu. Trời ơi, giờ chuyển Thiếu Lâm đánh nhức nách luôn rồi chứ. Thiếu Lâm thì phải mang thêm mấy móc kháng hỏ nữa. Có thể là thay vào áo này kháng hỏ chón thì mới ra ok. Rồi, ok tuyệt vời rồi. Chung là sau tính ra 2 ngày Khải ép rất nhanh luôn em ơi, 2 ngày trôi qua, tối hôm qua và tối hôm nay. Thì 2 ngày trôi qua thì chúng ta cũng đã xong thành công set tương đối là set ăn bàn như nào. Tương đối set ăn bàn. Cho anh em xem lại hai cái nhẫn mắt pin 30 ngọc bội tương đối cũng khá là mát rồi. Gia truyền thì cũng tương đối tầm trung, không phải là quá min cũng không phải là quá mắt, nói chung là vừa đẹp. Theo này Khải thấy vừa đẹp này. Mình cứ nghĩ là ít nhất nó phải ra 19 hay 18 rồi mà, nhưng mà theo mình dự đoán là không đúng rồi mà. Rồi một tay 2540. Cái gia truyền là rất là mắc tiền rồi mày. Khải rớt chắc phải 7 phát. Uầy, rớt kinh hồn. Mà một lần đập là full niềm tin đâu ít nè. Một lần đập full niềm tin đó. Cứ một lần đập full niềm tin thì trung bình một mảnh tầm 4 kim. Mà 6 mảnh thành công. Và rớt 7 mảnh thì đang có tính này. 13 mảnh này. Nhân cho 4 kim một mảnh này. Sơ sơ 4 kim này. Rồi hết 52 kim. Ui, nội gia truyền không gần 3 triệu hơn rồi đâu. Nội gia truyền không gần 3 triệu hơn rồi. Nên tại sao người ta ép ra cho chuyện min, người ta bán có 1 triệu rưỡi 2 triệu thôi. Tại vì nó min rồi không ai mua nữa mà. Nói chung là hàng 15, 16 thì kiểu tầm min đó. Ít người cần lắm là chắc chắn người ta ép ra người ta sẽ bán lỗ. Còn như mình đây, nói chung là với giá 3 triệu thì mình cũng gọi tương đối. Xém lỗ, sẽ gọi là xém lỗ mà. 17 gọi xém lỗ. Còn 18, 19 thì gọi là đẹp. 20 thì quá đẹp rồi, không nói. Rồi ok, xếp đồ này nè mà. Đó. Hiện tại là 120 chậm, 40 chón, một món khăn lôi, một đao tóc sát thương. Đó, tầm này chuyện Thiếu Lâm đánh nhất cái nách luôn ạ. Thiếu Lâm thì đánh nó tống kim không có được. Đây cái đao này. Đao này chuyện như Thiếu Lâm vô tư nè. Chuyện như Thiếu Lâm đánh vô tư. Ok chưa? Rồi được, hãy đính lại mấy cái này cái đâu mà. Đính lại cái. Đính lại cái. Đính lại cái. Đính lại cái. Ok chưa? Đóng đồ này cứ mình đính là hết cái. Đính xong. Rồi ok. Rồi.
Đó, sau khi xé bông tiêu ra thì đầu tư thêm hơn 2 triệu nữa thì cũng được một set đồng băng. Thì cũng khá là hợp lý, đáng đồng tiền bát gạo nha mọi người. Nói chung ưng ý nhất hai cái nhẫn, thật sự quá đẹp. Không gì để chơi nữa, hai cái nhẫn đục cái ngọc bòi này mà 30 nữa thật sự là video không còn gì để nói luôn nè mọi người. Đúng không? Cái bòi ra được 29, ít hôm nữa Khải sẽ lên video ép nhẫn kháng băng nè. Rồi ép nhẫn kháng hỏa, ép ngọc bòi cho anh em xem. Và ngày hôm nay là video ép cho chiền nha mọi người. Rồi. Đó, lượng kháng như này, khi có ngày 10 nè cho anh em xem khi có ngày 10 lượng kháng như thế nào rồi. Rồi, là bút kháng của đồ rồi. Có ngày 10 kháng cao nữa nè mọi người. Có 10 kháng cao nữa. Rồi. 1 2 3. Rồi có ngày 10 nè mọi người, chỉ có ngày 10 này. Chung là con lô này cũng khỏe lắm, với máu 4,5, 4,6 như này là chém tống kim hơi bị ngon luôn á. Mình thì mình vẫn thích đánh tống kim nè, nên là cái hướng của chuyện thiếu lâm đao thì chắc từ từ nè mọi người. Mình vẫn đang thích giao tranh tống kim. Rồi. Đó, xe cả đây. Đó, ok chưa? Quá tuyệt vời. Rồi, nói chung là hôm nay cũng là một video thành công rồi nè. Anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại cho Khả một like cho xã hội chơi nha. Kính chúc anh em một buổi video xem video vui vẻ nha. Ok chưa? Ép lại à? Ui, ép cực khổ lắm Lê Hải ơi. Cực khổ lắm người em ơi. Cực khổ lắm em ơi. Hôm nay là một video thực sự là rất cực khổ. Ở những giai đoạn mà rớt á, anh em chưa thấy nó rớt liên tục em ơi. Lúc này tính ra là rớt, cũng rất tương đối, rất khá nhiều. Rồi, ok. Quá đẹp. Rồi, anh em xem video nhớ cho Khả một like, chia sẻ hỗ trợ cho em ơi. Không lặp lại cái lục 2 năm trước gia truyền kháng cả 15 là thành công rồi nè. Ok chưa?